Nhà tù Chenji ở Singapore được cư dân mạng gọi là cũi chó của thế giới tù nhân. Tù nhân bị giam giữ trong một không gian chật chội 6m², một phòng ngủ và một phòng vệ sinh chỉ cách nhau nửa bức tường, ngoại trừ một cửa sổ có thanh chắn, hố ngồi xổm và vòi hoa sen. Không tìm thấy gì thêm trong phòng, thậm chí không có một cái giường thuộc bốn bức tường tiêu chuẩn. Cửa phòng giam có 3 lỗ mở, ở trên cùng cũng là lỗ mở lớn nhất và là khu vực quan sát của cảnh sát. Mọi hành tung của tù nhân đều được nhìn thấy trong nháy mắt. Khe hở ở giữa nơi các tù nhân bị còng tay trước khi ra ngoài, phần mở dưới cùng là vùng đầu. Mỗi bữa ăn, phạm nhân phải nằm dưới đất như chó để nhận thức ăn. Giám sát 360 độ trong nhà tù, mỗi phòng tiêu chuẩn với 2 camera và với tầm nhìn ban đêm hồng ngoại. Dù ngày hoặc đêm tắt đèn hoặc không tắt đèn, tù nhân không có quyền riêng tư, không có máy điều hòa không khí hoặc quạt trong phòng giam. Đặc biệt là vào mùa hè, nhiệt độ phòng có thể tăng lên hơn 35 độ, ẩm ướt và nóng bên trong, cùng với những chùm mùi thơm tỏa ra từ hố ngồi xổm thật sự khó chịu. Mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày của tù nhân đều do nhà tù cung cấp, cấu hình hợp nhất để ngăn chặn họ cất giấu hàng lậu. Hộp kem đánh răng, cốc, xô và hộp xà phòng đều có thiết kế trong suốt. Ngoài ra, các dụng cụ như bàn chải đánh răng, thìa ăn cơm cũng đã được rút ngắn và mềm hơn. Về cơ bản hạn chế ý tưởng về vũ khí tự chế của tù nhân, nhà tù không cung cấp gối và bộ đồ giường, chỉ có thể dùng 2 chiếc chăn mỏng và 1 chiếc chiếu rơm thô ráp để ngủ. Ngủ trên sàn nhà, ngày ngày trôi qua tốt lành. Quản ngục có yêu cầu nghiêm ngặt về đồ đạc trong phòng giam. Sách hướng dẫn này được dán trên cửa là 90 tiêu chuẩn. Ví dụ, không quá 3 móc trên tường. Các đồ thiết yếu hàng ngày cần được sắp xếp một cách có trật tự, không vẽ nguệch ngoạc trên tường. Các khoảng trống trên các thanh được nhồi bằng nhiều thứ. VV. Hành vi ghi điểm hàng ngày có liên quan đến điểm và ràng buộc thiết bị di động và hệ thống trong tay cai ngục. Dưới một điểm nhất định sẽ bị nhịn ăn, hình phạt giam giữ hoặc bản án kéo dài. 6 giờ sáng, các phòng giam sẽ bật đèn đồng nhất. Tù nhân được đánh thức trong một bản nhạc say mê. Họ có 1 giờ rưỡi thời gian tắm rửa, đi vệ sinh và dọn dẹp là một môn học bắt buộc hàng ngày. Quản ngục có yêu cầu cao về vệ sinh. Vì vậy, ngoài việc tự vệ sinh, các tù nhân cũng dùng khăn tắm chà sàn và tường bằng xà phòng. Ngay cả tấm thép không gỉ trong hố ngồi xổm cũng phải được đảm bảo sáng bóng. 7 giờ 30 là thời gian để kiểm tra định kỳ buổi sáng. Các lính canh sẽ đi qua cổng quan sát phía trên cửa. Quản ngục sẽ kiểm tra xem tù nhân có an toàn hay không qua cổng quan sát phía trên cửa. Xác nhận xong, quản ngục đưa dao cạo râu, nhưng sẽ quay lại thu sau 10 phút. Sau khi kiểm tra buổi sáng, đến giờ ăn sáng của các tù nhân, quản ngục sẽ mở các lỗ trên cùng bên dưới để đưa thức ăn cho từng người một. Tù nhân sẽ nằm trên mặt đất và lắc đầu. Kết quả là bữa sáng bắt đầu được thưởng thức. Bữa sáng rất phong phú. 4 lát bánh mì vừa đủ 1 tách cà phê để sảng khoái tinh thần. Nói về chế độ ăn uống, tù nhân trong nhà tù này gần như lật đổ nhận thức của tôi về nhà tù. Là một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất ở Singapore, mặc dù nhà tù này được quản lý nghiêm ngặt, nhưng nó được đón nhận trong chế độ ăn của tù nhân. Nhà tù có bếp riêng cho tù nhân, tổng diện tích hơn 1.800m², bao gồm khu vực nấu ăn, khu vực cắt, khu vực đóng gói và nhà kho. Các nhân viên trong nhà bếp đều là những người có điểm số hàng đầu. Họ cần phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt mới có được công việc này. Mỗi khi vào bếp, phải được khử trùng đầy đủ và mặc bảo hộ vệ sinh, bao gồm cả khẩu trang, mũ đội đầu, găng tay và ủng vệ sinh. Các thành phần trong tù được lựa chọn bởi các chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp và được cung cấp đặc biệt bởi các trang trại bên ngoài đa dạng. Thịt, trứng và rau là tiêu chuẩn. Cá, tôm và hải sản cũng thường có. Tất cả các thành phần được làm sạch đồng nhất. Phạm nhân trong khu thái rau sẽ thái rau, thịt bỏ vào giỏ được giao cho khu vực nấu ăn để nấu. Điều đáng nói là, để ngăn tù nhân giết người bằng dao, tất cả các mục trong nhà bếp đã được đăng ký. Con dao được gắn chặt vào bàn thông qua dây xích sắt. Để đáp ứng nhu cầu ăn của các tù nhân khác nhau, được chia thành 6-8 hương vị khác nhau, bao gồm các bữa ăn đại chúng, bữa ăn thuần chay, đồ nếp mềm, bữa ăn không cay, ít phốt pho và ít đường. Phạm nhân có thể tùy theo sở thích và thể trạng để chọn. Ví dụ, nếu răng yếu, có thể chọn một loại bột nếp dẻo. Bữa ăn ít đường cho những người mắc bệnh tiểu đường. Quản ngục sử dụng bảng để lập kế hoạch giờ ăn hàng tuần, đảm bảo đa dạng cũng cân bằng dinh dưỡng. Các bữa ăn đã chuẩn bị sẵn sẽ được đóng gói trên dây chuyền lắp ráp và cho vào lồng ấp để xuất xưởng, giao cho tù nhân sau 10 phút. Ngoài ra, quản ngục cũng phát chuối sau bữa ăn, cam và các loại trái cây khác để đảm bảo rằng các tù nhân có đủ lượng vitamin cần thiết. Tuy nhiên, ngay cả khi ông chủ đã quá ngông cuồng, vẫn còn nhiều tù nhân còn có ý kiến. Ví dụ trứng chưa chín 30% và chả cá không tươi hoặc cơm quá cứng. VV. Tù nhân này tên Trump, nhưng đã phàn nàn rằng mì xào với nước sốt không đủ ngon. Anh ta là một thủ lĩnh băng đảng trước khi vào tù, cả ngày ăn bít tết và gan ngỗng cua hoàng đế. Món mì xào này chẳng thể nào lọt vào mắt anh. Nhưng để không chết đói, cuối cùng Trump vẫn ăn sạch hộp cơm trưa. Rất dễ cảm thấy đơn điệu sau những bữa ăn trong tù dài hạn. Một số tù nhân đổi điểm lao động lấy đồ ăn vặt. Tù nhân này tên là Sechima, khoe tài sản ăn vặt của mình với phóng viên. Anh cẩn thận giải đồ ăn nhẹ xuống đất, đối xử với nó như một kho báu, bao gồm 4 chai đồ uống, 3 túi Oreo, 6 gói Sechima và một số đồ ngọt và thanh cay. Đã làm việc chăm chỉ trong hơn 3 năm, hiện Sechima còn 50 ngày để mãn hạn tù. Anh ta lên kế hoạch cẩn thận cho việc tiêu thụ tạm thời, đặt cho mình một mục tiêu nhỏ,
tự thưởng cho mình một gói đồ ăn nhẹ sau mỗi ngày, nhắc nhở bản thân không tụt lùi. Màn trình diễn của Seijima có vẻ rất truyền cảm hứng. Nhưng người quản ngục nói một tù nhân tốt không nhất thiết phải là một công dân tốt, bởi vì mục đích của họ chỉ là để thoát khỏi nhà tù, không thực sự tôn trọng luật pháp. Vì tâm lý này, vì vậy, nhà tù có rất nhiều khách hàng lặp lại. Nhiều tù nhân được ra tù, thậm chí một tuần còn chưa kết thúc, vì cướp bóc, trộm cắp và các hành vi khác quay lại đây. Không ai biết tưởng họ là thành viên VIP của nhà tù. Mặc dù kiểu phòng giam với một phòng và một phòng vệ sinh nhưng vẫn đủ đơn giản. Tù nhân có rất ít chỗ để phạm tội, nhưng nhà tù về mặt kiểm tra an ninh vẫn lỏng lẻo. Các cai ngục sẽ tiến hành tìm kiếm 360 độ một cách ngẫu nhiên các phòng giam không có ngõ cụt, ngoại trừ những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của tù nhân lật tất cả ra và xem thử. Các lính canh cũng sẽ khám xét phần cứng của phòng giam, kể cả lỗ nhỏ trên cửa sổ sắt, khoảng trống trước cửa và gác lửng nhà vệ sinh. Đối mặt với cuộc sống nhàm chán và đơn điệu hàng ngày, một số tù nhân có năng khiếu làm một chút nghệ thuật, giống như một chiếc máy bay giấy, ngàn con hạc giấy và hơn thế nữa. Trong trường hợp này, các cai ngục thường đủ tốt bụng để nói rằng đó là một việc tốt, lần sau đừng gấp, và sau đó tịch thu tác phẩm một cách không thương tiếc. Mặc dù quản ngục hơi hung hãn, nhưng vẫn không thể dập tắt được nhiệt huyết sáng tạo của các phạm nhân. Một số thành viên cũ của băng đảng đi xăm mình vì một số tín ngưỡng nhất định. Họ sẽ tháo những chiếc ghim ra khỏi cuốn sách, mài những chiếc sắc nhọn, buộc chúng bằng dây và quay lưng vào camera, lặng lẽ tự mình sáng tạo trên người mình. Tất nhiên là bất hợp pháp, bởi vì không có bảo vệ da dễ bị nhiễm trùng và loét. Thường thì điều này xảy ra, các bác sĩ trong nhà tù sẽ ra tay. Ngoài việc điều trị ra, nhân tiện cũng sẽ xóa sạch tất cả các hình xăm trên cơ thể của tù nhân, chấm dứt hoàn toàn ý định xăm mình lần nữa. Để tránh việc tù nhân bị suy nhược tinh thần do bị giam giữ lâu dài, nhà tù hàng tuần cho phép tù nhân hoạt động 2 giờ. Họ có thể đến những nơi quy định để hít thở không khí trong lành, hoặc tập thể dục. Mặc dù vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt, nhưng so với không gian kín 6m² quá tốt rồi. Đề cập đến tiền sử tội phạm của chính mình, tù nhân thể hiện sự tiếc nuối lớn lao. Rốt cuộc, thế giới bên ngoài thật tuyệt vời. Mình chỉ có thể ở trong lồng chim này mỗi ngày, cả ngày dài với sự cô đơn. Vì vậy, những người bạn của tôi trước màn hình, hãy trân trọng cuộc sống tốt đẹp trong thời điểm này. Hãy là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Được rồi, nếu bạn thích video này, hãy like, theo dõi và bình luận, đưa bạn đi khám phá thế giới rộng lớn hơn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tạm biệt.